Yo, chào tất cả các bạn, mình là Gen đây. Và hôm nay là bài double review về Burzy Ring và Ringking Dash. Các hai design này đều được design bởi Crazy Areas. Các bạn có thể bấm vào link kênh phần bên dưới để các bạn vào kênh của Crazy Areas tham khảo. Và bạn nào muốn in ring bay thì các bạn có thể liên hệ mình ở trên trang Facebook tên là Boring Player Channel. Ok, thì đầu tiên mình muốn nói về cái Ringking Dash này. King Dash là một cái ring được làm lại từ ring King và được design lại bởi Crazy Areas. Và ở đây các bạn có thể thấy là mình đã có cái ring King và ring King Dash để kế bên nhau. Các bạn có thể thấy là nó đều có cấu tạo 5 cánh các thứ y gan như nhau. Nhưng mà cái ring King Dash này nó được thiết kế lại tối ưu hơn là cái ring King này. Thứ nhất là ring King này nó hơi bị mỏng và nó không được bám sát với cái chassis 1B cho lắm. Và đây chính là chassis 1B của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy ở đây là mod 10 cánh của nó nè. Đây là mod Defense. Còn chuyển sang mod Attack các bạn cũng có thể làm y hệt như là cái Ringking bình thường vậy. Và đây chính là mod Attack. Và các bạn có thể thấy là nó rất là bám sát so với cái chassis của chúng ta. Đó chính là một cái ưu điểm của cái Ringking này. Mặc dù nhìn nó nhỏ hơn là cái Ringking bình thường, nhưng mà Ringking Dash này nó sẽ giúp cho bay của bạn mạnh hơn rất là nhiều. Phải nói thì đây là cái ring, phải nói là Defense và Attack nó đều y hệt nhau cả, đều tốt như nhau. Và theo mình thấy thì nó gắn vào các thứ thì cũng rất là êm luôn, mặc dù đây là một cái bay in 3D. Đấy. Tiếp theo là ring Burzy Ring. Burzy Ring này là một cái ring cũng được thiết kế bởi Crazy Areas. Thì các bạn có thể thấy đây là một những cái chi tiết hình rảnh tổ ong giúp là tăng cái âm thanh của nó. Thì cái ring này được Crazy Areas nói là không dùng để đi battle mà là nó dùng để chơi thôi. Và kiểu trong đấy các bạn có thể thấy là nó rất là giống với một cái còi. Ở đây các bạn có thể thấy là cấu tạo bên trong của nó giống như một cái chiếc còi. Khi mà luồng khí đi qua đây này, nó sẽ tạo cái lực nén ở đây và sẽ tạo ra một âm thanh nó giống với âm thanh của còi vậy. Thì bây giờ mình sẽ test thử luôn cái ring Burzy này cho các bạn nghe được cái tiếng của nó.